Xin chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ thì Quý đang ở một nơi rất là đặc biệt. Cho nên ngày hôm nay Quý sẽ có một cái thử nghiệm rất là thú vị. Còn bây giờ ở đâu thì mình sẽ thử mình quay một vòng để biết là mình đang ở đâu nha. Đây, mình đang xem. Mọi người có thể nhìn xuống phía đây. Hiện tại bây giờ thì Quý đang có mặt ở tại Landmark 81 và đây là tầng 66. Chúng ta sẽ đi ra ngoài tham quan một vòng nha. Đây, đây là tầng 66 của Landmark 81. Đây mọi người có thể thấy được view thành phố ở dưới rất là đẹp. Đây nè, mình sẽ quay luôn cái này để mình thấy cho mọi người thấy được không gian ở phía dưới này nè. Rồi mọi người ơi, trên tay Quỷ là Samsung Note 20 Ultra nha. Rồi ở đây Quỷ có cả hai con Mavic E2 rồi cộng thêm 4 pin nữa. Coi như mình làm hai bộ để mình phòng ngừa sự cố lỡ mà trong trường hợp nó có rớt một bộ nữa thì mình cũng còn được một bộ nữa để mình xử lý lại. Thì đó, bây giờ là sẽ dùng cái điện thoại này, sau đó gắn với bụng của Flycam như thế này, dùng băng keo qua quấn thôi. Đây, có mua cụ ăn keo giả chiến thì luôn. Sau đó mình sẽ quay thử một cái sụp xem coi là nó thế nào. Rồi, bây giờ bắt đầu ra mình chuẩn bị nha. Coi như là cái này là mới có bay thử nha, chưa gắn điện thoại, tí nữa mới gắn điện thoại. Con này giống rung siêu lắm, con này giống rung siêu phàm lắm. Bây giờ mình sẽ gắn Samsung Note 20 Ultra lên cho bạn. Thì điện thoại của mình nó chơi lo quá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gắn lên. Thật tự ứng quá vậy. Rồi ok, lên. Rồi sao gió như giờ mạnh vậy? Hãy cho lùi về sau thế đi. Đây là cái lần gắn thứ 5 rồi. Bởi vì lần đó thì là nó đụng sát vô cái nó bị chạm bề mặt cảm ứng nên nó không có kích hoạt được. Lần thì là để sơ ý bị nút nguồn, cái máy bị reset. Rồi có lần thì nó che mất cái cam của Flycam nên cũng không có nhìn thấy để điều khiển được. Nên lần này phải điều chỉnh cho nó lui ra, lui. Giới này người ta hay kêu chứng nguồn. Nope. Vui mà. Ổn không? Đảm bảo hết mọi thứ tốt nha. Pin đầy đủ nha. Rồi, đúng không? Thử. Rồi, lên. Rồi, lên luôn. Vậy thôi bây giờ phải cho nó lọc lọc như vậy còn lại như vậy đúng hơn á, đúng không? Ừ, giải pháp được không? Xuống xuống điện thoại đi nè, xuống điện thoại, xích xuống. Ok rồi, kéo 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 kẹt xuống. Trời ơi, đấy nó bị nhăn rồi không? Nha, lên được cao quá nha, cho nó ổn định không rồi nha. Bây giờ đang test thêm là cái như là cảm biến nó có bị chậm lại không, nó gây cái thay đổi gì hay không. Định hình là flycam lúc thì nó trôi, lúc thì nó trôi. Rồi bây giờ bắt đầu là cái suột này là quay là thành công rồi nè.
Bây giờ mình đang cho là flycam đẩy lên luôn. Lúc lên thì là khá là êm, khá là mượt á. Coi như là đi lên rất là êm luôn. Sau khi mà nó lên xong là bắt đầu là mình mới đẩy qua khỏi trụ luôn. Xong mình qua khỏi trụ để mình thử xem là khi mà không có cái tường cản á thì là gió nó như thế nào. Thì lúc đó mình cho xoay một vòng vẫn rất là ok. Nhưng mà cái lúc đi xuống á, ồ lắc ghê lắm. Cái lúc đi xuống á thì là bắt đầu lắc. Cái mình nhìn đứng ở dưới á, là mình thấy cái điện thoại nó giống như gió nó bạc cái băng keo á, nó lắc qua lắc lại cái điện thoại giống như đánh võng vậy á. Run hồi hộp. Trời rớt cái điện thoại đi đời 30 triệu của tôi. Ớn hồn luôn. Nhưng mà cuối cùng rất là may là đã đáp thành công. Rất là mừng luôn. Vui quá, cái mốt bớt chơi ngu lại. Mấy anh em đã thử nghiệm rất là yếu tim, rất là lo. Nhưng mà cuối cùng cũng đã có một cái tuần thành công rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tuần như thế nào nha. Đó, coi như làm con sơ chơi thôi. Cái này là con nope. Chơi rồi, lỡ có ngu chịu nha. Mọi người đừng ai bắt chước ai mốt đổ người người này nha. Giờ cái xuồng này mà nó thấu là chắc chết luôn á. Thì người rất là lo lắng luôn. Cái xuồng này cũng rất là lo lắng. Đỉnh. Ôi, đẹp quá. Không sao. Trời ơi, đẹp quá. Tại vì ghế điện thoại nó bị trúc liền anh. Trời ơi, đẹp quá. Cảm thấy hơi lo nhưng mà lo thiệt luôn á. Cái lúc mình lúc đầu lên okay nó giật. Tâm trạng thì ok hơn. Trời ơi, đẹp quá. Thần sâu luôn. Mà sao vô frame hết hả? Frame chuẩn luôn á. Samsung Note 20 Ultra với lại một con Samsung Note 20 lên trên Mavic E2, sau đó là cho bay vượt qua nóc của Linmax 81, xong rồi sau đó là hạ cánh an toàn cả hai con. Nói chung là cái xuồng mà lúc mà bay lên á rất là đẹp, nói chung là đầm tuyệt đối luôn, chỉ có lúc xuống mà nó hơi rung chút xíu thôi. Thôi cảm ơn mọi người đã xem cái review này của nhóm. Sắp tới thì tụi mình cũng sẽ có những cái review khác thú vị hơn. Hy vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ nha. Bye bye mọi người.